Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phương Anh. Ngày hôm nay Phương Anh rất vui khi quay trở lại đây để giới thiệu với các bạn tới các bạn một cuốn sách vô cùng ý nghĩa và thú vị. Nhờ có cuốn sách này mà mình đã hiểu ra rất nhiều điều và có rất nhiều bài học mà mình đã áp dụng được trong cái công việc kinh doanh của mình. Và đặc biệt là những bạn nào hiện đang có một cái cơ sở kinh doanh mà làm việc đội nhóm, có nhiều nhân viên ở trong công ty của mình, thì cuốn sách này chính là cuốn sách dành cho các bạn. Cuốn sách đó là gì ạ? Trên tay mình đây, đó chính là cuốn sách Hành Trình Người Xuất Chúng, 7 tư duy để dẫn đầu. Cuốn sách này thì gồm có 5 tập và được viết bởi tác giả Lê Chí Linh. Với cuốn sách này thì mới ra mắt được khoảng 2-3 tháng nay thôi, nhưng đã làm mưa làm gió trên thị trường sách. Bởi vì với những kinh nghiệm thực chiến, những suốt bao nhiêu hơn 10 năm làm việc và đúc kết kinh nghiệm, thì tác giả Lê Chí Linh đã đem hết tâm huyết của mình vào cuốn sách này, với một cái hy vọng rằng sẽ đem đến cho các bạn những cái kinh nghiệm, những cái chia sẻ thực tế nhất về cái cách làm việc đội nhóm sao cho hiệu quả mà vẫn giữ được cái doanh số đi lên và vẫn giữ được cái sự đoàn kết, tình yêu thương giữa tất cả mọi người với nhau. Bản thân Phương Anh khi đọc cuốn sách này thì mình ấn tượng nhất với 3 điều. Thứ nhất đó chính là về sự kỷ luật. Trước giờ mình đọc rất nhiều sách về thành công học, về những doanh nhân nổi tiếng trên thế giới, thì mình nhận ra một điều rằng là không có ai thành công mà không có sự kỷ luật cả. Bởi vì chính sự kỷ luật sẽ đem đến cho chúng ta những cái cách thức làm việc mà bắt buộc chúng ta phải kết thúc công việc đó sao cho đúng hạn, để chúng ta luôn luôn rèn giũa bản thân mình có một cái sự tập trung cao độ. Đặc biệt là trong làm việc đội nhóm, khi chúng ta áp dụng kỷ luật tới tất cả mọi người, từng cá nhân đều có tinh thần kỷ luật cao, thì chúng ta tạo nên một cái văn hóa team vô cùng lớn. Điều này được thể hiện rất rõ trong cuốn sách Hành Trình Người Xuất Chúng của thầy Linh. Vì cuốn sách đề cập khá là sâu và thầy dành hẳn một chương chỉ nói về kỷ luật cá nhân và kỷ luật nhóm. Bản thân Phương Anh khi áp dụng trong công việc kinh doanh của mình về kỷ luật trong cái đội nhóm của mình nữa là mỗi ngày mọi người đều phải tập thể dục. Đó là một cách để các bạn kỷ luật, và tất cả mọi người đều phải đạt được cái mức kỷ luật là chạy hoặc là tập thể dục gì đó, miễn sao đốt được 500 calo mỗi ngày. Đó là cái cách mà mình áp dụng vào trong đội nhóm của mình. Hơn nữa là mỗi ngày chúng mình cũng dậy vào lúc 5 giờ sáng để làm những cái bài tập thể dục, luyện khí công hay là thực hiện những thói quen của người thành công. Việc có kỷ luật giúp cho chúng ta thực hiện được những cái mục tiêu trong ngày một cách sát sao, và chúng ta hoàn thiện nó được đúng hạn hơn. Cho nên mình vô cùng ấn tượng khi mà thầy Linh nói về kỷ luật, vì mình cảm thấy là thật sự rất là chính xác và thực tế. Và nhờ có cuốn sách này, mình áp dụng kỷ luật trong đội nhóm của mình cực kỳ hiệu quả. Cái thứ hai mà mình vô cùng yêu thích về cuốn sách này đó chính là việc đặt mục tiêu lớn. Ngày trước ấy, mình đọc sách thì mình thấy là tại sao đặt mục tiêu lớn lại phải... Ý là mình thấy rằng là việc đặt mục tiêu lớn nó ảo ảo sao vậy, cảm giác nó không được thực tế. Mà mình thấy là vì sao phải đặt mục tiêu lớn, vì sao không đặt cái mục tiêu vừa tầm với mình thôi, để mình làm mình không cảm thấy bị đuối sức, không cảm thấy rằng là nó xa vời. Nhưng mà khi mình đọc cuốn sách của thầy Lê Chí Linh thì mình đã hiểu ra lý do vì sao. Bởi vì chúng ta khi đặt mục tiêu lớn, chúng ta mới có thể biết được khả năng, cái sức mạnh bên trong của con người mình nó mạnh đến đâu. Và trong cái chương nói về việc đặt mục tiêu lớn, mình ấn tượng nhất với câu nói mà thầy đề cập: chúng ta hãy bắt đầu từ nơi kết thúc. Và chúng ta phải luôn nghĩ rằng những cái điều mà chưa tồn tại nó quan trọng hơn những điều đang tồn tại. Những cái mục tiêu của chúng ta, giấc mơ của chúng ta, nó luôn hiện hữu trong đầu, trong trí óc của chúng ta. Và việc đặt ra mục tiêu lớn là việc giúp cho chúng ta có thêm được nguồn cảm hứng, có thêm được sức mạnh để thực hiện được nó. Và chắc chắn chúng ta tìm được ra cái cách, tìm ra được những nguồn lực nào để giúp mình có thể đạt được mục tiêu ấy. Với mình thì khi mình đặt mục tiêu lớn là cảm xúc của mình nó dâng trào lên, giống như là mình đang yêu vậy. Và mình cảm thấy vô cùng hào hứng với những cái công việc mình làm hàng ngày, vì chỉ cần nghĩ đến cái ngày đấy mình đạt được cái thành quả lớn lao đó và mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, là mình có thêm cái nhiệt huyết, có thêm cảm xúc tích cực để làm việc hiệu quả hơn. Cái điều cuối cùng mà mình ấn tượng về cuốn sách đó chính là thầy đề cập về người thầy đặc biệt. Mình tin rằng là khi các bạn bước ra trường đời làm một công việc kinh doanh hay là bất kỳ công việc nào đó, chúng ta luôn luôn cần một người hướng dẫn, một người thầy đặc biệt, một người thầy của cuộc đời để dẫn dắt các bạn, cho các bạn những cái lời khuyên trong cuộc sống, giúp cho con đường đời các bạn, con đường đi đến thành công các bạn nó dễ dàng và suôn sẻ hơn. Đối với mình thì người thầy lớn
mà mình có được trong cuộc đời này, mà mình cảm thấy rất là may mắn vì độ tuổi còn trẻ mà mình đã tìm ra được người thầy cuộc đời. Mình có hai người thầy lớn, đó là thầy Lê Chí Linh và thầy Alan Agao. Cả hai người thầy này thì đều mang đến cho mình những cảm hứng mỗi ngày, cái cảm giác tích cực, cả những cảm xúc về công việc, về cuộc sống của mình cũng được trau dồi hơn từ khi mình học từ hai người thầy lớn này. Đặc biệt là với thầy Lê Chí Linh, thầy là một người vẫn còn trẻ tuổi nhưng mà thầy đã tạo cho mình cái nguồn động lực rất lớn, và những cái trải nghiệm, những cái bài học của thầy và tấm gương của thầy luôn luôn tạo động lực lớn, tạo cái nguồn cảm hứng lớn cho đội ngũ phát triển theo. Mỗi ngày khi mà mình được học với thầy là mình nhận ra được thêm rất là nhiều điều. Mình phải thực sự rất là ngưỡng mộ và kinh ngạc về cái sự hiểu biết, sự thông thái của thầy. Và cảm giác giống như là thầy là một cái con người giống như siêu nhân vậy, không dễ gì mà tìm kiếm được. Và mình thực sự rất biết ơn cuộc đời đã đem đến cho mình cái cơ duyên được gặp thầy, được học hỏi với thầy. Từ khi mà mình được gặp thầy và đọc những cuốn sách của thầy viết ra, đọc hẳn một chương về người thầy lớn trong cuộc đời trong cái cuốn sách này, thì mình hiểu ra rất rõ ràng rằng khi chúng ta có một người thầy đi trước chỉ đường dẫn lối, và qua cái thất bại của họ, họ đúc kết nên những cái bài học thành công, thì có nghĩa là chúng ta đang tiết kiệm của thời gian của mình rất nhiều, và cái con đường đi đến thành công của chúng ta rút ngắn đi cũng rất nhiều khi mà chúng ta có một người thầy đặc biệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình, và đừng quên các bạn hãy subscribe, hãy nhớ là ấn vào nút chuông để nhận được những cái video tiếp theo của mình, nhận được những cái bài học và những chia sẻ giá trị sâu sắc từ Phương Anh. Nhớ rằng để đặt mua cuốn sách này thì đừng quên là comment, để lại số điện thoại, và nhớ là muốn được giảm giá hãy ghi code bạn Phương Anh xinh đẹp thì các bạn sẽ được giảm giá và các bạn sẽ được mua sách với những cái giá ưu đãi từ mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.